cả các bạn đã quay trở lại với LC Thiên Đường của Màu Nam Đẹp. Chúng tôi là đơn vị chuyên nhập khẩu, sản xuất, bán buôn bán lẻ các mẫu quần jean nam số 1 trên thị trường hiện nay. Trước mặt các bạn đây là một trong nhiều những số mẫu quần bò đẹp của chúng tôi. LC chúng tôi rất là đa dạng về những mẫu quần, về kiểu dáng, thiết kế cũng như là màu sắc. Ví dụ như trên tay tôi là một mẫu quần Levi's cao cấp, chính hãng 100% nha các bạn nhé. Đây các bạn có thể nhìn thấy này, chất liệu cực kỳ là đẹp. Màu vải là màu xanh dương, cực kỳ là tươi đắn. Khi cầm chiếc quần này lên thì mình cảm nhận là chất liệu vải rất là mềm, cực kỳ là sướng tay các bạn ạ. Ở bên trên chiếc quần thì chúng ta có một chiếc tag bằng da bò 100% là da bò thật nha các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, ở bốn cạnh thì được may vào quần và đường chỉ màu nâu, cực kỳ là sang trọng luôn các bạn ạ. Những chi tiết này đều được in khắc laser đấy các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy không, cực kỳ là chi tiết, rất là đẹp. Phía dưới chúng ta có túi quần rất là vừa vặn, được thêu một họa tiết cánh chim đặc trưng của Levi's bằng chỉ màu xám rất là nổi bật các bạn ạ. Xung quanh túi thì được may bằng những đường chỉ đôi cực kỳ là chắc chắn và bền bỉ. Bên cạnh túi thì chúng ta có một cái red tag này, được thêu chữ Levi's dọc từ trên xuống dưới, chứng tỏ đây là một sản phẩm cực kỳ là cao cấp các bạn ạ, chính hãng 100% nha các bạn nha. Giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Ở phía bên trong thì ở hai bên đùi đều vuốt nhẹ. Chiếc quần của chúng ta thì có màu rất là trẻ trung các bạn ạ, cực kỳ là đẹp, nhìn rất là tươi. Phía bên trên thì chúng ta có khuy quần, đây khuy quần và đinh tán được làm bằng đồng, được khắc cả chữ này các bạn ạ, nhìn rất là đẹp. Túi quần của chúng ta cực kỳ là rộng rãi luôn. Trong túi thì được làm bằng một lớp vải mềm, nó sẽ không gây khó chịu khi chúng ta mặc. Và quần cũng được làm bằng đồng 100% nguyên chất nha các bạn nha, cực kỳ chân chu và mượt mà, sẽ không bị han gì khi chúng ta sử dụng đâu các bạn ạ, rất là tuyệt vời. Cái bên trong quần cũng được hoàn thiện rất là tốt, các bạn nhìn những sợi bông này, có những đường chỉ đôi dày dặn để cho chiếc quần chúng ta thêm chắc chắn hơn, anh em nào bông to sẽ không sợ bị rách. Rồi vừa rồi mình đã giới thiệu qua về mẫu quần, giờ mình sẽ tiếp tục đến mẫu quần này. Đây là một chiếc quần màu trắng, các bạn nhìn thấy rất là sang phải không, cực kỳ là sang luôn các bạn ạ. Chiếc quần này được thiết kế cực kỳ là đẹp đấy các bạn ạ, màu sắc cũng như là các chi tiết đây cực kỳ nổi bật. Túi của chúng ta thiết kế rất là rộng rãi, phía bên trên túi chúng ta có một chiếc tag làm bằng da các bạn ạ, làm bằng da. Phía bên trên thì được đính một tấm kim loại này, in tên thương hiệu này, đó nhìn rất là sang, cực kỳ chất luôn các bạn ạ. Bên trong chiếc quần này thì cũng là một màu trắng tinh, cực kỳ là đẹp, đó rất là sang các bạn ạ, nhìn nó rất là đẹp luôn. Chiếc quần này mặc thì thôi rồi. Đây các bạn nhìn này, khuy quần được làm bằng kim loại nha các bạn nha, được khắc chữ đó để đi mấy các bạn ạ, cực kỳ là xịn. Túi quần của chúng ta được thiết kế rất là rộng rãi bằng một lớp vải bóng rất là trơn mềm mại các bạn ạ. Đinh tán thì cũng được hoàn thiện rất là tỉ mỉ các bạn nhìn này, đó. Áo quần của chúng ta thì cũng là bằng đồng nguyên chất, nó rất là mượt, rất là trơn tru, cực kỳ là thuận tiện khi chúng ta sử dụng. Phía bên trong là màu trắng các bạn ạ. Ở đây chúng ta có một chiếc tem có chứa các thành phần và hướng dẫn sử dụng của chiếc quần này các bạn ạ, đảm bảo 100% về chất lượng luôn. Tiếp theo là một mẫu quần Levi's màu đen nha các bạn nhé. Vừa rồi là màu trắng, còn đây là màu đen. Màu đen thì các bạn có thể thấy là cũng cực kỳ là nam tính này các bạn ạ. Đó, bên trên đây có một chiếc tag bằng bìa, tuy nó là bằng bìa nhưng vô cùng là chắc chắn luôn các bạn ạ. Khi giặt vài năm sau cũng chưa chắc rách được cái bìa này đâu. Bên trên chúng ta cũng được may này bằng những đường chỉ màu đen, nó cực kỳ là chắc chắn và bền bỉ. Phía dưới túi thì chúng ta cũng được thêu một họa tiết, đó là cánh chim đặc trưng của Levi's và cũng có red tag nha các bạn nha. Túi được thiết kế rất là rộng rãi, kìa rộng rãi luôn các bạn ạ. Phía bên trong quần thì cũng là một màu đen, đen tuyền luôn các bạn ạ, đen bóng đêm luôn đấy. Đó, những đường chỉ may này vô cùng là thẳng đều các bạn ạ, rất là đẹp. Phía bên trên đây chúng ta cũng có khuy quần và đinh tán được làm bằng kim loại mạ bạc, nhìn rất là sang. Túi quần cực kỳ là rộng rãi, lớp vải bên trong cũng là màu đen này các bạn ạ, vô cùng mềm. Có quần thì cũng được làm bằng đồng như những chiếc quần kia, rất là trơn tru mượt mà, không hề han gì.
Đây các bạn nhìn phía bên trong này, có chất liệu vải bên trong cũng là màu đen luôn. Chất liệu này cực kỳ là bền, sẽ không phai màu khi chúng ta giặt đâu các bạn ạ. Những đường chỉ đều là những đường chỉ đôi, rất là dày dặn. Anh em làm mông to cứ thoải mái mà. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu qua cho anh em một số mẫu quần đẹp của FC. Ở FC thì có rất là nhiều những mẫu quần đẹp khác. Anh em đừng quên ấn like, đăng ký kênh và bấm chuông để cập nhật những mẫu sản phẩm mới nhất, hot nhất từ FC các bạn nhé. Còn nếu mà anh em muốn mua quần bò đẹp thì hãy liên hệ ngay cho FC Thiên Đường của Bảo Nam Đẹp qua số điện thoại và Zalo mình để phía bên dưới màn hình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.